mừng quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Thân Khỏe Tâm Hăng, trong đề tài những điều chúng ta cần biết khi đến thực hiện các thử nghiệm tại một trung tâm quang tuyến, cùng với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh và anh Kenny đến từ Excel Imagine. Xin trở lại với bác sĩ Bảo Khanh và anh Kenny. Hồi nãy Ngọc Khanh tạm ngưng ở trong phần 1 là có cái câu hỏi liên quan tới cái vấn đề nếu một người bệnh nhân họ không có bảo hiểm y tế và họ cần thanh toán tiền mặt để mà mình thực hiện các thử nghiệm, thí dụ như là MRI, thí dụ là CAT scan, là những thử nghiệm rất là mắc tiền. Thì một trong những bệnh nhân ở trong cộng đồng có nói cho Ngọc Khanh biết là tôi không có tưởng tượng được là tôi được một cái mức giá phải nói là rất là hợp lý và vừa túi tiền để tôi có thể trả bằng tiền mặt cho Excel Imagine. Thì lúc mà, tại vì quý vị có biết trong lúc mà Ngọc Khanh làm case manager với phần lớn các bệnh nhân, không phải ai cũng may mắn mà có bảo hiểm y tế, không phải ai cũng may mắn là có Medi-Cal hay là những cái bảo hiểm y tế tư nhân. Những một vài bệnh nhân mà Ngọc Khanh làm hồ sơ đó, họ không có bảo hiểm y tế, có vì nhiều lý do. Thì để mà ra được cái sự chẩn đoán bắt buộc phải trả tiền mặt, thì họ đến nhiều trung tâm để họ hỏi. Thì cuối cùng là Excel Imagine cho được cái mức giá mà họ rất là mừng, tại vì hợp lý và vừa túi tiền. Và trong y tế, thường thường người ta hay nói tới cái chuyện cái gì rẻ là phải cẩn thận, tại vì về sức khỏe là mình không có nên đánh đổi. Nhưng mà vì cái túi tiền của họ cho, không có cho phép, cho nên họ cũng rất là run trước khi làm cái thử nghiệm. Mà đến khi làm thử nghiệm rồi, đến gặp bác sĩ rồi, họ được chẩn đoán và chữa trị hợp lý rồi, thì lúc đó họ hiểu được rằng là đây là cái nơi mà tôi có thể tin tưởng và trao gửi để mà tôi được chăm sóc sức khỏe hợp lý. Thường thường đó quý vị, Thân Khỏe Tâm An cũng giống như là Ngọc Khanh có cái chủ trương không có bao giờ quảng cáo bất cứ một vị bác sĩ nào hay là một cái trung tâm y tế nào riêng tư hết, không bao giờ làm cái chủ trương đó. Cho nên khi mà chúng tôi chia sẻ những cái đề tài ở đây phải là những cái nơi và những vị bác sĩ mà chúng tôi hiểu là có cái chủ trương phục vụ cộng đồng. Thứ nhất là giúp cho quý vị có thể gửi gắm được cái vấn đề chăm sóc sức khỏe. Thứ hai là quý vị cảm thấy rằng không phải chúng ta chỉ có giúp đỡ cho bản thân chúng ta, mà còn nhiều người thân của mình cũng cần được giúp đỡ. Thì nếu mà Thân Khỏe Tâm An đi theo cái tiêu chí đó, làm sao giới thiệu được cho quý vị những cái nơi uy tín và hợp lý về mọi thứ, thì đó là điều mà Thân Khỏe Tâm An luôn cố gắng làm mỗi ngày, mỗi show. Cũng như vậy, ngày hôm nay thì một phần là do anh Kenny ảnh hơi căng thẳng, do anh không có rành tiếng Việt lắm, thì Ngọc Khanh xin cũng như gọi là góp lời theo đúng là thường thường là mình phỏng vấn người nào là người đó phải nói nhiều lên. Ngọc Khanh chỉ là người hỏi, nhưng mà trước khi thực hiện chương trình thì anh Kenny có nói với Ngọc Khanh là hơi run, tiếng Việt không có rành lắm. Thì bây giờ đó, thưa anh, mình đã bước vào phần 2 của chương trình rồi. Cái gì mà anh nghĩ rằng cộng đồng của chúng ta nên biết khi bắt đầu đến thực hiện các thử nghiệm tại Excel Imagine Center, gọi là những cái điều mà các bác, đặc biệt là các vị cao niên hay gặp khó khăn? Thì thưa chị, trước khi tới thì nên cất những đồ quý giá ở nhà. Giống như là vàng, vòng, nhẫn hoặc là bông tai, đồng hồ, bóp, đồ này kia nên cất ở nhà. Tại vô trong chỗ chụp hình là bắt buộc là phải tháo ra hết. Nhiều khi chỗ Excel có tủ để khóa lại luôn, nhưng mà ra vô không cẩn thận nữa, rồi mấy bác đồ cứ lo đi về, rồi để quên lại. Xong rồi người bệnh nhân khác vô, người ta không thấy, không biết rồi mất. Nên để hết những cái đó nha. Xong rồi khi mà đi chụp hình á thì nên mặc những bộ đồ cho thoải mái, không có kim loại trong đó. Giống như là không có nút bằng sắt hoặc là không có dây kéo. Đó là những điều mà mấy bác cần nhớ trước khi tới chụp hình. Khi mà chụp MRI đó, Ngọc Khanh thấy nó ồn quá. Mà có nhiều bác, nhưng mình là còn trẻ vậy là mình còn cảm thấy mình bị căng thẳng hồi hộp. Còn các bác thì sao? Cái đó thì rất là dễ chị. Cái thứ nhất là mình khi mình tới chỗ chụp hình vô chụp MRI á, cho cái đồ nghe bịt cái lỗ tai lại. Thì thường em thấy mấy bác á là cứ nhét lỗ tai nhét vô xong, cái đó nó không có vô. Cho nên khi mà chụp nó kêu rất là ồn.
mình phải dò nó nhỏ lại, mình nó nhỏ vô mình nhét vô nó nở ra nó mới bít lại. À. Có là cái nhất, cái thứ hai nếu mà mấy bác còn sợ kêu to nữa đó, thì có cái đồ headset chùm lại thêm một cái nữa, rồi có nhạc cho nghe luôn, cho nên nó sẽ giảm cái đồ ồn xuống rất là nhiều. Rồi còn có những cái thử nghiệm gì mà bệnh nhân thường gặp khó khăn không? Thì thường á là vô chụp mấy cái khác rất là dễ, mà bệnh nhân sợ nhất là vô chụp MRI, tại vì trong đó nó ngọt quá, nó rất là ngọt. Có là tại cái máy nó thông hai đầu luôn, nhưng mà khi người ta vô tâm lý thì máy thấy con đầu, thấy con đầu người ta sợ, thì thấy khi... nó bít bùng á. Dạ chị, khi đó thì mình có thể là bên Excel có thể là cố gắng rút ngắn thời gian chụp lại, miễn sao mình kiếm được cái bệnh cho bệnh nhân thôi. Rồi cái thứ hai là bệnh nhân có thể đem một người thân trong gia đình vô, vô chụp đứng cái bên nắm tay hoặc là nắm chân để cho cái người bệnh đang chụp hình người ta cảm giác an toàn hơn, an tâm là có một người đang đứng kế bên mình. Thường thường technician đó, kỹ thuật viên của mình đó là nói được tiếng Việt hay sao anh? Dạ thường trong đó thì nói tiếng Việt phần lớn phải không? Phần lớn nói tiếng Việt. Dạ nếu mà không có nói tiếng Việt được thì sẽ có nhân viên tới chứ. Và Ngọc Khanh để ý rằng là cái lúc mà lấy hẹn đó, giống như Ngọc Khanh đi, thì trong lúc lấy hẹn những cái trung tâm quan tiếng hay hỏi là vui lòng đọc cái code của cái thử nghiệm mà mình được order. Nhiều khi đưa cho Ngọc Khanh tờ giấy gì đó, Ngọc Khanh nhìn cũng đọc tán lạng lên hết, không có biết rõ là cái gì. Thì thường thường ở đó đó, trong quá trình lấy hẹn mà nếu gặp cái khó khăn đó, mình có chủ động giúp cho bệnh nhân bằng cách mình gọi qua cái văn phòng bác sĩ mà mình biết là có cái giới thiệu đó, hay là mình kêu bệnh nhân phải đi lấy cái code? Tại vì có nhiều bệnh nhân mà lúc Ngọc Khanh làm case manager thì thấy là không có cái code ở trên cái order thử nghiệm, rồi bệnh nhân phải đi gọi cho văn phòng, gọi qua gọi lại gọi tới gọi lui, nó làm trì hoãn rất là nhiều trước khi có thể lấy được cái hẹn. Phải như vậy không anh? Dạ đúng chị, thì thường á bên em mà gọi lấy hẹn đó mà bệnh nhân không biết là mình chụp cái gì, không biết đọc cái gì, thì cách tốt nhất là em kêu chụp cái hình rồi email qua hoặc là nhắn tin qua. Xong rồi nếu mà không mấy bác lớn tuổi mà không biết cách làm á, thì bên tụi em sẵn sàng sẽ gọi qua bên nhân văn phòng bác sĩ để hỏi. Mà hết bên Kenny đưa ra cái tờ giấy gọi là cái requisition form, cái giấy order đó, thì khi bác sĩ check vô đó, nó có cái code luôn này. Có thể là ngày xưa khi mình viết cái toa không thôi, cho nên là nhiều khi đọc không có ra cái không code. Có đọc mà bây giờ bên Kenny có đưa các văn phòng cái phòng mạch cái requisition form đúng không? Đúng rồi. Thì cái đó check vô một cái là có. Nó cũng đỡ nhiều. Nên là cái code nó đỡ bị nó bị rắc rối cái code. Mà bên Kenny có một cái chương trình rất là đặc biệt đó, là khi mà bệnh nhân mình họ than với mình là không có transportation, chuyến chở, thì Kenny có cái cách nào mà help người ta không? Dạ thì bên này có xe đưa đón tới tận nhà đón, chụp hình xong sẽ đưa về tận nhà luôn. Có giới hạn cái mai đó không anh? Thì trong vòng Santa Ana, Westminster, Canongo, Anaheim, Huntington Beach, Palm Valley là... Chắc không đi tới nỗi Irvine đâu hả? Có cũng có một lúc tới Irvine luôn. Tại vì nếu mà đưa đón được đó thì coi như là mình thuộc về một cái trung tâm mà có thể đỡ đần được cho các vị cao niên rất là nhiều. Phương tiện vận chuyển là cái vấn đề lớn lao cho các vị. Thường các vị phải phụ thuộc vào nhiều cái nơi, ví dụ như là Abraza, ví dụ như là Kautima, hay là những cái trung tâm y tế khác trong cộng đồng có phương tiện đưa đón. Còn nếu mình là một trung tâm quan tuyến mà có thể đưa đón được cho các vị đó mà miễn phí phải không ạ? Miễn phí hết chị, miễn phí. Việt Nam là người Việt luôn. Ví dụ mình gọi vô, rồi bệnh nhân đó nói rằng là có thể đưa đón được không, mà mình có làm luôn cái giống như gọi là chở các bác đó về tới tận nhà luôn đúng không ạ? Rồi gọi là trong ngày hôm đó. Trong ngày hôm đó đúng giờ hẹn là thì tài xế sẽ tới đón. Thì thí dụ như bệnh nhân có hẹn lúc 10 giờ, thì khoảng chừng 9 giờ 9 giờ rưỡi là bệnh nhân tới nhà. Chờ tới. Có một cái trường hợp đặc biệt đó, để hỏi anh Kenny là có bây giờ khi bệnh nhân đi chụp cái MRI đó, chụp cái hình đầu, nhưng mà thực ra không thấy cái đầu ở đâu không? Có không? Các trường hợp họ có làm một cái gì mà tự nhiên bị missing không thấy được không? Nhất là mấy cô đó. Cái đó thì thì mấy cô ví dụ mà có một trường hợp này, cái cô này bỏ make up lên mà make up đi chụp cái đầu, chụp MRI cái đầu
bỏ make up mà có kim loại trong đó đó. Uh-huh. Thì khi mà chụp ra thì thấy nó đen thui hết, không thấy cái đầu ở đâu hết. Xong cái tụi như thắt nó vô, nó coi, nó kiểm tra lại thì thấy không có kim loại trong người, không niềng răng, không tóc giả, không như chuyện hết, mà tại sao cái mặt lại không thấy cái mặt đâu hết, nó bị đen hết ngay cái đầu luôn. Thì lúc đó mới suy nghĩ lại, đi vô rửa mặt cả. Đi vô rửa mặt, tháo eyelash, tháo gì tháo ra hết. Xong ra chụp rất là rõ. Hay quá ha. Có nghĩa là cái make up nhiều khi có ánh kim hay có kim loại gì đó, metallic trong đó. Trường hợp đó thì có nghĩa là cái lời khuyên cho quý vị khi mà đi chụp MRI là đừng có make up. Đừng có make up. Nhiều. Với lại có nhiều trường hợp mình cần chụp mà bệnh nhân bị bệnh tim đó, họ đeo pacemaker. Đó, hay là họ có những cái tiểu sử, họ mổ aneurysm, hay có những clip ở trong người. Thì các bác sĩ gia đình khi mình đã bị đau đầu gối đi, nhưng mà mình cũng vẫn cần chụp MRI, bác sĩ gia đình hay bác sĩ xương đối với gì về tim đâu. Thì có cách nào để mà mình cho người ta yên tâm là chụp MRI mà cái máy nó không có hút ra khỏi cái cơ thể không? Dạ, thường thì khi mà gửi qua đó thì bệnh nhân có cái pacemaker, thì bên này sẽ hỏi bệnh nhân là có tờ giấy của bác sĩ mà gắn cái tim, gắn cái pacemaker vô không. Xong cái pacemaker phải gửi qua bên tụi này. Tụi này kiểm tra lại. Xong rồi tụi này gọi vô cái hãng làm cái máy luôn. Thì lấy hẹn cho bệnh nhân rồi lấy hẹn cho cái hãng để làm cái máy. Thì đúng cái ngày hẹn đó đó, thì cái người công ty đó, đó nó sẽ gửi một cái người khác tới. Người khác đó có đem theo computer đồ đầy đủ, người ta sẽ đi program cái máy pacemaker đó. Thì khi mà vô chụp hình xong xuôi hết rồi đi ra cách xa khoảng cái máy MRI khoảng bao nhiêu feet đó là tự động cái program đó nó activate lên lại. Thì người bệnh nhân không có bị gì hết. Cái đó là có thể an tâm. An tâm. Dạ. Wow. Dạ, mình nãy giờ mình nói quá trời mà mình chưa có biết số điện thoại của trung tâm anh. À, số điện thoại của trung tâm là 714-583-8126. Còn cái số mà nói tiếng Việt á thì là 714-425-9066. Vậy thôi là mình nhắc lại số tiếng Việt đi. À, 714-425-9066 đó là số nói tiếng Việt. Dạ. Thưa anh, thì bởi vì cái chương trình có cái thời hạn, cho nên là bây giờ nếu mà có cái gì mà gọi là cái điểm chính yếu mà anh muốn gọi là chia sẻ khúc cuối cùng này trước khi chúng ta kết thúc chương trình không? Dạ, thì cái điểm chính yếu là khi mà mấy bác tới trung tâm Excel Imaging thì mấy bác an tâm, trung tâm sẽ lo đầy đủ và nhân viên nói chuyện rất là vui vẻ, tiếp khách rất là vui vẻ. Nếu mà Excel mà chụp không ra bệnh là mấy bác an tâm. Ok, có nghĩa gọi là theo lời của anh Kenny từ đầu đến cuối của chương trình đó, kính thưa quý vị, đây là một cái trung tâm mà quý vị có thể lấy hẹn để làm các thử nghiệm như là MRI, X-ray, ultrasound, những thử nghiệm quang tuyến nhanh và kết quả cũng nhanh, đồng thời làm chu đáo, cẩn thận, có phương tiện đưa đón cho quý vị trong trường hợp mà quý vị không có ai để mà đưa đón cho quý vị đến cái buổi thử nghiệm này. Thì bây giờ mời bác sĩ Bảo Khanh cho cái lời kết cho chương trình. Lời kết thì mình cũng rất là ủng hộ bên cái trung tâm Excel của bên Kenny, vì là khi làm hẹn cũng rất là nhanh chóng, và các bác thì xe cục mà ai không có thì cũng có người đưa đón, mình cũng rất là mừng. Và bên anh Kenny cũng có cái đường line để nói tiếng Việt cho những người nào mà họ rất là khó khăn về ngôn ngữ. Thì mình rất thích là thích những cái điều đó, và kết quả cũng có nhanh, nếu mà mình yêu cầu là sẽ có. Yêu cầu là sẽ có. Yes. Cho nên là mình cũng nghĩ là về các bác sĩ hay là các bệnh nhân khi mà trước khi đi chụp hình á, nhiều khi mình hỏi bác sĩ bên trước, nếu mà họ biết họ bị claustrophobic hay là bị cái bệnh tâm lý mà sợ ngồi trong đó đó, thì nên xin một cái toa thuốc để mà uống thuốc an thần cũng được. Đó, và gọi cho bên trung tâm hỏi có chuẩn bị cái gì khác nữa hay không, thì nó sẽ smooth hơn, mọi chuyện tốt hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cùng với Ngọc Khanh trong chương trình về đề tài những điều chúng ta cần lưu ý khi đến một trung tâm quang tuyến. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và chúng tôi hy vọng gặp lại được quý vị trong những chương trình lần sau. Xin cảm ơn quý vị.